đại chiến ẩm thực đã quay trở lại. Đi đám cưới mà Google. Liệu có lợi hại hơn xưa? Chị mà thích ai? Xin Tuấn Kiệt. Em là lính vào Google, trả lý chị Google. Chị Google muốn mọi người phải trải qua một thử thách. Có 20 cái liều, nhưng chỉ có 2 cái liều là có mật thư thôi. Hãy tìm thật là nhanh những mảnh ghép đó. Để chạy thôi. Quay, không kiếm nè. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Nè, cứ đẩy cho phụ cho con nghe. Ủa, sao ngoại đứng nằm ngơi? Nó là đánh đố rồi chứ không phải là tìm số nữa. Đây là món gì? Bánh tạt cá ngừ. Cá kho thơm. Bánh canh cá cực kiếm. Tình anh như nước con sông dài. Trời ơi, hết giờ. Búp bê này là tóc bạc. Búp bê này là tóc vàng. Đọc thần chú đi. Vũ Hà điên, Vũ Hà khùng. Ai mua cá sẽ hát tặng bài nè. Dạ có micro luôn kìa. Em mời quý khách à, em mời quý khách. Trời, chị qua ăn bún cá ngon hơn, đừng có ăn bánh canh này. Hôm nay ai mua đây vô đây em coi bói. Không ăn tới kìa. Hãy đón xem đại chiến ẩm thực phát sóng vào lúc 20 giờ ngày 20 tháng 7 năm 2023 trên YouTube Đàm Vĩnh Hưng. Giờ đi vô coi con Google nó sao. Giờ ai cũng thắc mắc con mẹ Google như thế nào đây.